cũng như ở tất cả các nông trại khác trên thế giới, một ngày làm việc ở các trang trại chăn nuôi gia súc ở Montana bắt đầu từ rất sớm. Sophie, tôi nghĩ chắc hôm nay cô nên đội một cái mũ rộng vành thì hơn. Ngoài trời tương đối nóng đấy. Đừng để nắng chiếu thẳng vào mặt nhé. Ồ, rất nữ tính đấy. Như thế này ư? Hôm nay tôi sẽ cưỡi ngựa hàng giờ. Ủng này được làm để đi cưỡi ngựa ở bên ngoài. Nó có gót để giữ cho chân khỏi bị trượt văng khỏi bàn đạp của Ian. Tôi sẽ gặp gỡ với những người đàn ông và phụ nữ, những người kế thừa công cuộc chinh phạt miền Tây hoang dã. Xin chào, tôi là Sophie. Tôi đã lên đường cùng Pongo, bắt đầu một cuộc hành trình dài. Tôi không nhìn thấy gì, vậy nên tôi sẽ tiếp cận với thế giới xung quanh một cách trực tiếp nhất, cảm nhận bằng xúc giác và cảm giác. Và chủ yếu là tôi sẽ chia sẻ với các bạn những gì tôi gặp được, giúp các bạn khám phá thế giới này theo một cách mới, qua cặp mắt của người khác. Tôi đang cùng anh Jack trải nghiệm một ngày làm việc của anh ấy. Anh ấy là một người chăn bò và do đó phần lớn thời gian là ở trên lưng ngựa, trông nom đàn gia súc trên mảnh đất của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đi gom lũ ngựa này lại. Được thôi, mục đích của việc gom chúng lại làm gì? Chúng tôi cần gom chúng lại mỗi ngày, bởi vì bình thường chúng tôi không thể nhốt, để chúng có thể đi ra ngoài kiếm ăn nhanh hơn. Chúng cần một đồng cỏ tương đối rộng, bởi vì ở đây cỏ mọc tươi tốt không nhiều, do ít mưa, nên đồng cỏ phải đủ rộng, thì chúng mới có đủ cỏ để ăn. Anh chọn cưỡi ngựa, tại sao lại không lái xe hay thứ gì khác? Có rất nhiều chỗ mà xe ô tô hay xe bốn bánh không vào được. Đơn giản là vì ngựa chính là thứ phương tiện tốt nhất mà thôi. Chắc còn vì anh rất yêu quý đám ngựa của mình nữa nhỉ? Tôi có lẽ sẽ không làm việc ở chỗ nào mà người ta không dùng ngựa. Anh có tất cả bao nhiêu con ngựa? Mình tôi cưỡi khoảng 6 đến 8 con ngựa. Chúng tôi cần phải cưỡi nhiều con khác nhau. Bởi nếu ngày nào cũng chỉ cưỡi một con, thì lại phải cho nó ăn nhiều hơn bình thường. Mà như vậy, thì sẽ không có đủ thức ăn cho tất cả. Chính vì vậy, mà không được phép bắt đám ngựa này làm việc quá sức. Ở đây, có tổng cộng 150 con ngựa. Chúng ta sắp đến gần rồi đấy, cô Sophie. Ồ vâng, tôi có thể nghe thấy tiếng đàn ngựa. Đây là Chewy. Xin chào. Hello. Chào anh. Anh có bao giờ nghĩ mình có thể làm một công việc gì khác, không phải là cao bồi hay không? Đây là cuộc sống, là lối sống, chứ không phải là một công việc. Thực ra đây là một lối sống đúng không? Đúng vậy. Thực ra cũng không có cách nào khác. Bởi vì nếu nói là công việc, thì tiền lương không cao tẹo nào. Thôi được rồi, tôi phải đi gọi lũ ngựa đây. Tôi có cảm giác như trong phim vậy. Các vết móng ngựa ở khắp mọi nơi. Thực sự là rất đẹp. Đàn ngựa đang quay trở về phía ngôi nhà. Chúng tự biết đường đúng không? Đúng vậy, chúng biết chúng đang ở đâu. Đa số các buổi chiều ở một trang trại, người ta thường đóng móng cho ngựa. Cô sờ chỗ gân của chúng ở đây này. Ồ vâng. Cô bóp nhẹ một chút. Kỳ diệu quá. Nó cứ thế đưa chân cho anh. Cô di chuyển bàn tay xuống dưới. Cô có cảm nhận được móng của nó ở đâu không? Đó chính là chỗ mà tôi sẽ đóng móng sắt vào. Anh học làm những thứ này ở đâu vậy? Hồi 16 tuổi, tôi đang làm việc tại một trang trại gia súc. Và tôi đã hiểu ra rằng mình muốn trở thành một cao bồi. Vậy nên tôi cần phải học cách tự đóng móng cho những con ngựa của mình. Ồ vâng. Bây giờ anh đã trở thành một chàng cao bồi rồi. Đám ngựa cũng được dỗ móng như phụ nữ vậy. Đúng vậy, cùng để làm đẹp cả.
Bây giờ cô sờ thử mà xem. Oh, thật là hoàn hảo, tuyệt quá. Bây giờ mày đã có một bộ móng rất tốt rồi đấy, chàng trai. Một khi đàn ngựa đã được thả vào trong, đến lượt đàn bò. Chúng được chăn thả rải rác trên hàng nghìn hecta của trang trại gia súc gia đình này. Tất cả có 8 người trông nom 700 con bò. Lùi lại một chút, đàn bò có thể sẽ chạy qua chỗ này đấy. Chúng có thể gây nguy hiểm không? Có đấy. Bò khó chơi hơn ngựa à? Ngựa di chuyển dễ dàng hơn bò, bởi vì cơ thể của chúng được tạo ra để chạy. Con bò thì để lấy thịt, nên cơ thể của chúng có rất nhiều thịt. Tại sao đôi lúc các anh lại cần lùa chúng về nhà? Để kiểm tra xem mọi việc có ổn không à? Đúng vậy, cô biết đấy. Nhiều con non đôi khi bị đau chân hay bị ốm gì đó. Chúng tôi cần đưa chúng đi gặp bác sĩ thú y, kiểu như vậy. Đây chắc là lý do chính để cần đến anh đúng không? Bởi vì không có bò thì cần gì đến người chăn bò? Đúng vậy, công việc của cowboy là chăm sóc đàn bò mà. Chưa đầy 150 năm về trước, miền đất này vẫn còn thuộc về các bộ lạc da đỏ. Ngày nay vẫn còn có một khu bảo tồn nằm cách trang trại vài cây số. Chị Rose thuộc bộ lạc Crows dẫn tôi đi xem khu vực đồng bằng, nơi những người da đỏ đã có được chiến thắng lớn nhất của họ trong cuộc chiến với quân đội Mỹ. Chúng ta đang có mặt tại đài tưởng niệm trận Brighorn nhỏ, nơi Custer đã chiến đấu với các chiến binh. Và nơi mà chúng ta đang đứng đây chính là nghĩa trang quốc gia Custer. Có nhiều người được chôn cất tại đây không? Hơn 5.000 được chôn cất tại đây đấy. Ồ, từ thế kỷ 19 và 20 đến nay phải không? Đúng vậy, từ thời chiến tranh với người da đỏ đầu thế kỷ 19. Đây, cô Sophie, tôi đang mặc bộ trang phục truyền thống của người Crow để tôn vinh cô cũng như tôn vinh dân tộc tôi. Chị có thể mô tả một chút được không? Trông nó như thế nào? Tôi mặc một chiếc váy vải bông. Đó là thứ mà chúng tôi thường mặc vào ngày nóng. Và tôi đeo dây buộc tóc làm bằng lông thú. Ý chị là dây đó được buộc vào tóc của chị à? Đúng vậy. Tóc của tôi bện thành bím, tức là chị có mái tóc dài. Tôi cũng đeo lớp bảo vệ chân. Ồ, hay quá. Với người của dân tộc tôi thì để thể hiện sự trang trọng, chúng tôi thường ăn mặc như vậy. Kiểu như là vào các dịp lễ đúng không? Đúng vậy. Gặp cô như thế này là một điều vinh dự đấy. Đối với chị Rose thì giúp tôi tìm hiểu về lịch sử dân tộc chị là một điều vinh dự. Năm 1876, quân đội Mỹ đã cử một trung đoàn tới vùng núi này sau khi phát hiện ra vàng trước đó 2 năm. Người đứng đầu trung đoàn đó là tướng Custer lừng danh. Tuy nhiên, cuộc chinh phạt này đã trở thành một thảm họa. Người dân tộc Lakota khi đó đã bị chính phủ ép phải nhường lại khu vực Black Hills, bởi vì ở đó người ta đã tìm ra vàng và binh lính đang chuẩn bị đến để dồn họ vào khu bảo tồn. Tướng Custer đã dẫn 650 binh lính và vài dân thường nữa tới đây. Tuy nhiên, khi ông ta xuất hiện tại khu lều trại này, đã có khoảng 7.000 đến 8.000 người đang có mặt ở đó, đông như một thị trấn vậy. Khi Custer leo lên ngọn đồi này, ông ta có 2 toán quân đi cùng. Mỗi toán có 40 người, tức là tổng cộng 80 người trên ngọn đồi, ngay trên đỉnh đồi mà ta đang có mặt tại đây. Thế nhưng trên các ngọn đồi khác xung quanh đó thì lại có đến hàng trăm chiến binh. Ông ta đã đánh giá thấp sức mạnh của người dân da đỏ đúng không? Đúng vậy. Và đây là một chiến thắng quan trọng hay là một chiến thắng kiểu khó chấp nhận nổi? Đó là một chiến thắng khá tốt đối với người dân da đỏ Lakota. Họ hiện vẫn vô cùng tự hào về chiến thắng này cho đến tận ngày nay. Tướng Custer và 260 người của ông ta cũng như 500 chiến binh da đỏ đã thiệt mạng. Tất cả bọn họ đều được chôn cất tại mảnh đất nơi họ ngã xuống. Ngay tại đây, trước mặt chúng ta đây, cô Sophie, có một cột mốc. Nếu cô nhoài người ra trước một chút thì sẽ chạm được vào đó. Đây là nơi một binh lính đã ngã xuống và thiệt mạng. Ồ, họ đặt tấm bia ngay tại chỗ này ư? Đúng vậy, ngay chỗ anh ta ngã xuống và chết. Dân tộc chị đã bị mất đi đất đai, song vẫn giữ được lịch sử và ký ức của mình đấy.
Có một thứ mà người ta không thể cướp đi của chúng ta. Họ có thể cướp đi đất đai, song không thể cướp đi những gì chúng ta biết. Đó chính là bản sắc của chúng ta, đúng vậy. Chính phủ đã thử đấy. Thông qua việc đồng hóa và cho trẻ con đi học khắp đất nước, bọn nhỏ bị tách khỏi cha mẹ và khi trở lại đây, chúng sẽ trở thành một thế hệ bị lạc lối. Tôi cho rằng việc giữ gìn một chút lịch sử để chia sẻ với mọi người như thế này là điều hết sức quan trọng. Chúng tôi rời khỏi khu vực trận chiến. Chị đưa tôi về nhà chị, cách đó vài cây số, trong thị trấn Crow Agency, khu bảo tồn người da đỏ quan trọng nhất. Chị Rose vẫn giữ một số tập quán cũ mà công cuộc chinh phục miền Tây hoang dã gần như đã xóa sổ. Chị làm việc ở đây à? Chị làm các món đồ trang sức ở đâu vậy? Ngày lúc này, dự án mà tôi đang làm là một chiếc đai đính cườm cho con trai tôi để nó đeo khi nhảy múa. Đó là một chiếc đai kiểu lễ phục đúng không? Đúng vậy. Còn đây chính là một thiết kế hoa vẫn chưa hoàn chỉnh. Trên đó có các lọn tóc và các hình móng ngựa. Biểu thị mong muốn có được ngựa trong tương lai của chúng tôi. Ồ, đó là một lời chúc dành cho cậu ấy à? Đúng vậy, một lời chúc cho con trai tôi sớm có ngựa. Nó không quá lạ mắt, nhưng đó là thứ mà tôi mong con trai tôi đeo lên người khi nhảy múa. Thế tên của chị có nguồn gốc như thế nào? Tên một loài hoa đúng không? Tên của tôi trong tiếng Crow có hai phần. Phần đầu nghĩa là mọi người. Phần hai nghĩa là cầu nguyện. Tổng hợp lại, có nghĩa là tôi cầu nguyện cho mọi người. Đó chính là ý nghĩa của tên tôi. Và đó là do một bà cụ người Crow đặt cho tôi. Khi bạn có được một cái tên của người da đỏ, khi bạn được người da đỏ đặt tên cho, thì đó chính là khi người da đỏ trao tặng cho bạn phần tốt đẹp nhất của họ thông qua cái tên đó. Như vậy có nghĩa là điều tốt đẹp nhất của bà cụ đó là cầu nguyện cho mọi người. Và bà đã tặng tên gọi đó cho tôi. Thế tên của tôi đặt theo kiểu người da đỏ sẽ là gì? Tôi nghĩ nếu cô có được một cái tên của người Crow, thì do cô đi chu du khắp thế giới và có một cuộc sống đặc biệt như vậy, tên của cô sẽ có nghĩa là một cô gái và tốt nhất của tốt nhất. Tốt nhất của mọi tốt nhất. Đúng thế đấy. Nghe có vẻ hơi thiếu khiêm tốn nhỉ? Tên của cô sẽ có nghĩa là người phụ nữ tuyệt vời. Tôi nghĩ nó rất phù hợp với cô đấy. That would fit you very well. Chị quá khen thôi. Tôi chuẩn bị rời đi để tiếp tục lần theo các dấu vết của những người đầu tiên khám phá mảnh đất này vào thế kỷ 19. Tôi chuẩn bị rời khỏi Montana để sang Wyoming ở ngay bên cạnh. Tôi vượt qua những mảnh đất rộng mênh mông để hướng tới công viên quốc gia Yellowstone. Khi những nhà thám hiểm đầu tiên kể lại những gì họ thấy ở đây thì không ai thèm tin họ. Melissa, một nhà sinh vật học trẻ tuổi, sẽ cho tôi biết khu công viên quốc gia này độc đáo ở chỗ nào. Hãy cho tôi biết chúng ta đang ở đâu vậy? Mảnh đất ở trước mặt chúng ta đây chính là miệng rồng. Miệng rồng ư? Chỗ này ồn thế. Chính xác. Có lẽ chính vì thế mà người ta đặt tên như vậy. Thứ gây ra tiếng ồn này chính là một mạch nước nóng được giấu kín trong một miệng hang. Nước phun thẳng lên vòm hang và trào ra ngoài. Chỉ có thể nghe thấy tiếng nước rất rõ. Vì nước chảy ra ngoài, đổ vào một cái hồ ở ngay trước mặt. Đúng vậy, có chút sóng nữa. Cô có thể lý giải hiện tượng này không? Thực ra đây là vì chúng ta đang đứng ngay chính giữa sườn một ngọn núi lửa lớn và dung nham bên dưới chân chúng ta làm cho đất đã bị nung nóng lên. Ở phía trên, lớp đất đá đó là thứ mà ta gọi là tầng ngậm nước. Khi trời mưa năm này qua năm khác, nước ngấm xuống, lấp đầy tầng ngậm nước này. Và do nước bị lớp dung nham bên dưới chân chúng ta làm nóng lên, bắt đầu phun lên theo kiểu đó. Cho đến khi nước phụt lên bề mặt,
thì ta có một mạch nước nóng như vậy. Đây thực chất là một núi lửa bùn. Như vậy công viên quốc gia này nằm trên một ngọn núi lửa ư? Vâng, núi lửa Yellowstone. Miệng núi lửa mà chúng ta đang đứng trên đó bao gồm hầu hết diện tích của công viên quốc gia Yellowstone. Vụ phun trào gần đây nhất diễn ra từ 640.000 năm trước. Ồ, lâu quá rồi nhỉ. Đối với các nhà địa chất học thì đây cũng không phải là quãng thời gian quá lâu đâu. Vâng, tất nhiên, nhưng với con người thì chúng ta trước mắt cũng không có nguy hiểm. Thực ra tôi muốn nói rằng núi lửa này vẫn đang hoạt động. Chính vì vậy mà chúng tôi có các màn hình khắp công viên để theo dõi xem tình trạng hoạt động của núi lửa đang ở mức độ nào. Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy có bằng chứng nào, nên vẫn chưa đến nỗi phải vội khăn gói chạy khỏi nơi đây. Tôi cảm nhận được xung quanh mình là mặt đất đang sôi sục và mùi lưu huỳnh rất mạnh. Các mạch nước này ở Yellowstone cực kỳ linh hoạt, thường chuyển động khắp nơi. Ngay cả khi chúng tôi có một bãi đỗ xe, thì ngay cả chỗ đó cũng cảm nhận được sức nóng. Sức nóng và mùi rất mạnh đấy. Đó là một trong các mạch nước nóng đã tự ý phun lên khỏi miệng núi lửa, ngay giữa bãi đỗ xe đấy. Mùi thật kinh khủng. Công viên này, với diện tích bằng đảo Cóc, chiếm hơn một nửa số lượng mạch nước nóng trên trái đất đấy. Kể từ năm 1872, chính phủ Mỹ đã hiểu ra rằng khu vực này cần được bảo vệ. Yellowstone trở thành công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới. Sophie này, tay phải chúng ta có một con bò rừng bison đấy. Ồ, sao tôi không nghe thấy gì nhỉ? Nó đang ngủ à? Nó bắt đầu tỉnh giấc một chút. Bây giờ đang là giấc nghỉ trưa lười biếng của nó. Nó là một trong những loài động vật có vú lớn nhất trong công viên quốc gia. Và ở đây chúng tôi có tất cả độ 4.000 con. 4.000 cả? Và tất cả đều hoang dã, không bị thuần hóa chứ? Không con nào bị thuần hóa cả. Chúng có kích thước bằng khoảng một chiếc xe ô tô. Ô tô biết ư? Không, một chiếc ô tô con thôi. Muốn xem cũng phải bỏ công sức đấy nhỉ. Ý tôi là ở đây có nhiều bậc thang ghê. Nếu nói là bỏ công sức thì phải đợi đến lúc leo trở lên cơ. Đến nơi rồi. Chị sẽ bắt đầu cảm nhận được một chút sương mù. Đó là do năng lượng của nước rơi xuống tạo ra. Đúng vậy, tiếng ồn thật sự ấn tượng. Tôi hình dung là phải cao lắm. Đúng vậy, khoảng 93 mét đấy. Ôi chà, cao thật. Đây là một trong những mạch nước phun cao nhất công viên này đúng không? Một trong những mạch nước phun cao nhất đấy. Tôi có thể hình dung ra người đầu tiên nhìn thấy thác nước này có vẻ mặt thế nào. Năm 1869, trong chuyến thám hiểm do Cook và Peterson dẫn đầu, ông Cook đã ghi lại điều này trong cuốn nhật ký của mình. Ông kể về việc leo lên mỏm núi này. Ban đầu chỉ thấy một khu vực không có cây cối gì, nên chỉ cho rằng đó là một bãi cỏ trống ở phía trước. Ông quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy hẻm núi này ngay trước mắt. Rồi ông và tất cả bạn bè đi cùng, không ai nói nên lời suốt 10 phút sau đó. Tôi rất muốn được ở lại đây chỉ để lắng nghe. Điều này thật tuyệt diệu. Tôi chỉ muốn trải nghiệm khoảnh khắc này giống như những người đầu tiên đặt chân đến đây. Vậy chị hãy thoải mái đi. Tôi là người rất thích nước dưới mọi hình thức, nên tôi thấy âm thanh này quá tuyệt diệu. Nó mang lại cảm giác về sức mạnh. Thậm chí ngay cả khi tôi không thể nhìn thấy thác nước thì vẫn có thể hình dung ra được. Tôi đang quay trở về với thế giới của những chàng cao bồi, thẳng tới Cody, Wyoming. Thành phố được đặt tên theo tên của William Cody, còn được biết đến dưới biệt danh Buffalo Bill. Tại đây, sân vận động lớn nhất thị trấn này được dành cho việc so tài của những chàng chăn bò. Một thứ không thể thiếu ở nơi đây. Hàng tá ngựa và bò tót sẽ có mặt trên khán đài đêm nay,
chở trên lưng các chàng cao bồi như cậu Laramie. Hello. Xin chào. Xin chào, rất vui được gặp chị Sophie. Chàng trai 21 tuổi quê Texas này đã đi khắp nước Mỹ để tham gia hết cuộc đua này đến cuộc đua khác. Đây chính là nơi cậu sống à? Đây chính là nơi tôi sống. Còn đây là đối tác đấu bỏ của tôi. Cả hai chúng tôi đều sống ở đây. Đây là giường của các cậu đúng không? Đó là những chiếc giường tầng. Những chiếc giường tầng cực kỳ lớn. Và các cậu sống như thế này quanh năm à? Đúng vậy, tôi làm vậy 90 ngày liền. Bây giờ tôi phải cởi chiếc quần bò của mình ra và mặc một chiếc quần sóc có lớp bảo hộ ở bên dưới để chuẩn bị đi đấu bò. Ồ, tôi sẽ không nhìn đâu. Ồ không, chị đừng lo. Tôi vẫn thay đồ trước mặt cả đống người mỗi ngày ấy mà. Các cuộc so tài có thể vô cùng nguy hiểm đấy. Đúng vậy đấy. Tôi đã bị gãy răng, gãy xương sườn. Đối tác của tôi là Brandon, cũng bị gãy xương sườn. Chúng tôi vừa được ra viện vài hôm trước. Ồ, tôi sẽ để cậu mặc đồ nhé. Tôi sẽ ra ngoài đứng đợi. Vâng, tôi sẽ ra ngay đây. Cứ thong thả thôi. Ta đi thôi, chó cưng. Rõ ràng là tôi không có ý định cưỡi thử một con ngựa hoang. Thế nhưng Lamy muốn tôi có được cảm nhận giống như cậu ấy. Ôi chú ơi, nếu chẳng may tôi ngã xuống thì sao? Tôi sẽ không để cho chị ngã xuống. Chị có thể cảm nhận được cảm giác đó không? Chị thuận tay trái hay tay phải? Ồ, tôi thuận tay phải. Nó sẽ tuột xuống chỗ này. Và chị sẽ phải giữ vào chỗ này. Và chị sẽ nắm lấy một đầu dây thừng. Còn tay này? Còn cái này thì phải giữ trên không trung. Như vậy, chị chỉ có một tay để điều khiển. Chị chỉ có một tay để giữ con ngựa hoang. Hơi trượt xuống một chút, hơi nhòi về phía trước một tí như thế này. Còn bên tay không cầm gì thì phải để như thế này và phải giấu cẳng đi. Được rồi, chị thử xem nào. Nhòi về phía trước và khi nào nó đi xuống thì chị lại ngửa người ra đằng sau. Chị có thể vớ phải một con ngựa non thích xoay như thế này và nó sẽ chạy vòng vòng. À vâng, tất nhiên rồi. Đó là những gì tôi thường làm để tập luyện. Đó là cảm giác mà tôi có được. Thường thì mọi việc diễn ra nhanh hơn nhiều. Song tôi không muốn chị bị ngã ngựa. Chị thử đi. Ồ, cái này vui quá. Chúng ta bắt đầu nhé. Trò này hay đấy. Tôi nghĩ nó cũng rất thích đấy. Ồ, nó đang ghen đấy. Cuộc so tài của những chàng cao bồi là một môn thể thao, song người ta có thể thấy như là chương trình biểu diễn xiếc vậy. Cao bồi so tài, tất cả chỉ là để giải trí mà thôi, chỉ để cho mọi người cùng vui vẻ. Thế cậu tham gia những cuộc so tài của cao bồi như thế này lâu chưa? 12 tuổi. Tức là đã khoảng 10 năm rồi á? Vâng, đó là điều duy nhất mà tôi từng làm. So tài cao bồi. Đó là công việc mà cậu lựa chọn à? Đúng vậy, đó là thứ duy nhất tôi biết làm. Đối với cậu, đó có phải là một phần văn hóa của nước cậu không? Với các cao bồi, thì đó là những gì mà các cao bồi họ làm. Cậu có cảm thấy mình là một chàng cao bồi không? Có chứ. Tôi cảm thấy mình là một chàng cao bồi. Bố tôi làm việc trong một trại gia súc. Ông ấy là một cao bồi. Và tôi cũng đang cố gắng bằng được một nửa của ông ấy thôi cũng được. Thế cậu cũng đi so tài cao bồi thì cậu có giúp đỡ gia đình làm các việc ở trang trại không? Có chứ. Mặt tôi bây giờ trông giống mặt con chó của chị. Một tai đen và một tai trắng. Ồ, cậu nói đấy nhá. Tôi không dám nói thế đâu. Vài phút nữa thôi là trận so tài sẽ bắt đầu, nhưng phải chờ một khoảnh khắc cực kỳ long trọng đã. Tôi vẫn luôn kinh ngạc về tinh thần yêu nước của họ và mọi lúc. Sự sùng đạo của họ cũng cực kỳ ấn tượng. Trước tiên là một bài cầu nguyện, sau đó đến quốc ca. Cậu có cảm giác gì vào khoảnh khắc này? Tôi rất ổn. Tôi đang tương đối thoải mái tinh thần.
Vậy là cậu phải ngồi vững trên lưng nó trong vòng 8 giây ạ? Đúng vậy. Và con ngựa của tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi đã sẵn sàng cưỡi ngựa. Hẹn gặp lại chị. Chúc cậu may mắn nhé. Cảm ơn chị nhiều. Chúc cậu điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn chị, cho tôi một cái ôm nào. Cảm ơn chị. Chị bảo trọng nhé. Nếu Laramie thắng trận tối nay, cậu ấy sẽ được nhận $300. Đêm nay, cậu ấy đã về nhà và không quên biến màn khoe tài của mình thành một show diễn hấp dẫn. Chuyến đi tới miền Tây hoang dã này sẽ khiến tôi nhớ đến cuộc sống vất vả và giản dị của các chàng cao bồi. Nhớ đến cái tên tiếng Crow mà tôi được người ta đặt cho